Hôm nay em sẽ gửi tới toàn thể các bác là một con xe cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp. Một con xe mà lúc mới rất là nhiều tiền, cả vài tỷ đồng. Và trong clip ngày hôm nay em giới thiệu lên và quay cho các bác mình xem và bán cho các bác mình với mức tiền cực kỳ là hợp lý luôn. Chỉ có là bằng một chiếc xe Kia Morning thôi là toàn thể các bác đã có thể mình sở hữu con xe này thôi. Đấy. Đây, và đây là cái hình thức bên ngoài của cái chiếc xe. Một con xe rất là nổi tiếng trên thế giới các bác nhá. Một xe gầm cao, số tự động, chạy cực kỳ là thích và rất là sướng. Độ cách âm cũng như là cách nhiệt cũng như là cách ồn của con xe này thì các bác nhà mình không thể chê được, mỹ mãn luôn các bác nhá. Đấy, về độ đẹp của chiếc xe các bác nhìn xem này. Đấy, theo 5 tháng sử dụng rồi thế mà chiếc xe vẫn còn cực kỳ là đẹp, chất lượng. Đây các bác nhìn xem, những nút bấm này chưa có hiện tượng là bị bạc rồi bị bợt các bác nhá. Rồi những phần táp ni cánh cửa như vị trí tì tay đây vẫn là da xịn cao cấp nguyên bản theo xe và nó vẫn còn được như vậy. Những phần móc quá chốt quá các bác nhìn này vẫn còn vàng ươm luôn. Trang bị thì khá là nhiều tính năng nhá. Trong đó thì có cả ghế điện ở bên phụ luôn. Bên lái nó có là bình thường nhưng mà bên phụ có là chuyện mà không phải là xe nào cũng có đúng không ạ? Và túi khí thì rất là nhiều nhá. Túi khí an toàn được làm xung quanh xe rất là nhiều luôn. Và xe sang nhưng mà lại có cả cửa sổ trời nữa luôn các bác này. Tất cả toàn bộ cái phần tắp đi cánh cửa cho đến ghế da cho đến phần tắp lô đều được thiết kế bằng loại chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây các bác nhìn cho em. Một số vị trí này cũng đã được viền lốc nhìn rất là sáng luôn các bác nhìn này, rất là sáng luôn. Và điều hòa của xe được thiết kế là điều hòa auto tự động nhá. Và vừa rồi em chạy em thử em đánh ra ngoài này em quay đấy, em bật điều hòa và em bật số 1 thôi. Đấy, bật số 1 thôi nó đã rất là mát rồi các bác ạ. Đây hệ thống điều hòa của xe. Còn đây là hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt có thiết kế ở cái vị trí này các bác nhá. Neo đèo đổ dốc, hỗ trợ neo đèo đổ dốc đây. Đấy, rồi có sấy sưởi ghế đây. Và bên đây nữa, hai bên hai ghế các bác nhá. Đầu đài giải trí nguyên bản theo xe. Đấy, âm thanh nghe khá là hay. Đây, em bật to lên một chút. Đấy, đấy khá là hay các bác nhá. Đấy, có khóa khiển nguyên bản theo xe đây. Và vô lăng của xe cũng vậy, vô lăng của xe rất đẹp luôn. Các bác nhìn này, cái miếng các bác nhìn cho em cái mặt bấm còi này các bác nhìn này. Không có hiện tượng bị bạc, bị mòn hay bị rách gì. Đặc biệt cái logo này thường thường là hay bị gãy này. Cái logo của con xe này của em là chưa bị gãy luôn các bác nhá. Đấy, và đây là cần số của xe. Chiếc xe được thiết kế có cần số điện tử được nằm ở khu vực trên vô lăng đây. Đấy các bác nhá. Một số vị trí thì được sơn vân gỗ như thế này. Các bác xem nhá. Nếu chiếc xe ngồi nhiều đấy thì cái mặt ngồi, cái vị trí mặt ngồi của ghế lái này nó sẽ bị hỏng ngay. Nhưng con này của em là do chạy ít cho nên mặt ngồi nó vẫn còn được như vậy các bác nhá. Và đây mặt tựa này. Đấy, mặt tựa ngồi rất là ôm người luôn. Nó bè hai cạnh ra. Rất ôm người các bác nhá. Đây là vị trí mình điều chỉnh ghế. Đấy, chỗ này là cái vị trí để mình đựng đồ, đựng nước và tì tay. Đây các bác nhá, chất liệu da xịn. Đấy. Chiếc xe này được mang tên là gì thì các bác nhìn sơ qua là các bác cũng đã biết được chiếc xe mang tên là gì rồi đúng không ạ? Đấy. Chiếc này được mang tên là Mack ML350, được sản xuất năm 2005, đăng ký là đầu năm 2007. Số tự động điện tử, máy 3.5, gầm cao 5 chỗ các bác nhá. Đây là phần hình dáng như là form hình thức bên ngoài của chiếc xe này. Đấy các bác xem, mang biển Hà Nội, tên tư nhân. Đấy. Biển Hà Nội các bác mua chiếc xe này mình cũng đã lợi nguyên cái biển rồi đúng không ạ? Đấy, bác nào quanh khu vực Hà Nội hoặc là trên Hà Nội mua chiếc xe này là quá ok, mình đỡ được cái tiền biển đúng không ạ? Đấy, với sơn là màu vàng, các bác nhìn xem rất là sang, rất sang luôn. Đấy, đây các bác cùng xem cái phần hình thức bên ngoài của xe nhá. Đấy, mẫu xe gầm cao số động. Bên đằng phía bên dưới đây thì các bác thấy là có trang bị là bô kép này. Đấy, đúng không ạ? La giăng đúc nguyên bản theo xe, cỡ lớn các bác nhá. Đèn trước đèn sau xe thì còn rất là mới, các bác xem. Chiếc xe mà chủ nhân đi rất là giữ gìn cẩn thận, rất là giữ xe các bác nhá. Tuy rằng đời của xe thì nó là không cao, thế nhưng mà chiếc xe vẫn còn thật là chất luôn. Thật là chất luôn các bác nhìn xem. Các bác xem hết video, xem kỹ vào. Xong là các bác mình khi xem xong nhá, nếu mà thấy ok, thấy mà chiếc xe này phù hợp đấy, ưng, các bác mình thấy xe này các bác có thể là mua được, thì các bác hãy gọi điện cho bên em để bên em chốt giá tốt nhất, một mức giá rẻ nhất cho các bác mình, các bác mua các bác nhá. Các bác yên tâm là như vậy, luôn luôn có mức giá hợp lý. Còn đây là cái logo của chiếc xe, một cái logo rất là to và cái thanh tản nhiệt của chiếc xe được thiết kế màu màu ghi bạc đây. Các bác nhìn nhá. Đây. Đèn pha được thiết kế là đèn pha có bi cầu này và cái mặt pha này ấy, cái cụm đèn pha này là đèn pha xịn cao cấp nguyên bản theo xe nhá và nó vẫn còn trong, nó vẫn còn sáng như thế này luôn này. Đấy, nước sơn này rất sáng bóng. Rất long lanh luôn đúng không ạ? Lốp ra răng đây nhá. Có phanh đĩa và phanh ABS đầy đủ 4 bánh.
có dinh nhan, bao rẽ nằm ở trên gương đây. Đây các bác nhìn. Các bác xem thêm vị trí nào của chiếc xe này hãy báo cho bên em báo cho bên em biết. Đấy. Và bên em sẽ gửi hình ảnh và video cho các bác xem thêm nhá. Ở bên ngoài là nút mở cửa, khóa cửa đây, và nút này là nút bấm từ nha các bác. Đấy, ghế bên đây cũng vậy, được trang bị là ghế điện. Các bác nhìn nhá. Đấy. Ghế đây ạ. Và đây là cái phần vách canh cửa của chiếc xe thì có thiết kế là có móc chốt khóa này và những cái tem này. Tất cả những nút bấm đây. Những nút bấm kính điện của xe các bác nhìn cho em nhá. Nhiều con nó bạc hết, cái vị trí là bạc hết rồi. Nó mòn rồi, nó bật ra rồi, nhưng con này của em là chưa bị bạc, chưa bị mòn, chưa bật luôn này các bác nhìn này. Ok chưa? Đây là hệ thống gương và đây là bốn kính điện các bác nhá. Và cái nút bấm chốt cửa này cũng vậy, nhiều con là không còn được giữ đẹp như này đâu. Nhiều con là cái hình móc khóa này, cái hình khóa này nó bị mất hết rồi. Nó không còn được như vậy nữa. Ở chỗ này là có loa này. Đây vách cửa các bác nhìn này, vách cửa đây nhá. Còn đây hệ thống mình bật chỉnh đèn. Và chiếc xe này thì đây là cái cần để cho các bác mình điều chỉnh gạt mưa. Còn điều đây là cần mà cho các bác điều chỉnh đi ga tự động nhá. Đấy. Cruise control đấy ạ các bác. Đấy cruise control nhá. Và vô lăng thì các bác nhìn xem, da vô lăng vẫn còn đẹp đây. Do sử dụng cầm nắm ít, vần ít cho nên là vô lăng mới được như thế này các bác nhá. Đấy. Sàn của xe vẫn là sàn nỉ zin nguyên. Đây, sàn nỉ zin nguyên nhá. Chưa có hiện tượng bị rách hay bị bẩn. Đây các bác nhìn này, ở dưới này các bác nhìn này. Đấy, đây là phanh tay nhá, có đây phanh chân và chân cần đạp ga. Các bác vừa nghe em nói vừa nghe nhạc nhá. Lệ Quyên hát rất là hay đúng không ạ? Xe này thì em mua được của một người cũng khá là trung tuổi rồi. Người trung trung tuổi các bác nhá, chứ không phải là người già mà không phải là trẻ nhá. Trung trung tuổi, rất thích nghe nhạc kiểu Lệ Quyên với lại Đàm Vĩnh Hưng với cả. Dạ vâng, một số những người trung trung tuổi tầm khoảng chạc 40-50 đấy ạ. Còn đây là cái phần mép canh cửa của chiếc xe. Em mời toàn thể các bác xem. Đây, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của xe là vẫn còn đúng không ạ? Và dưới này được thiết kế là có một cái lẹp cao su. Một cái lẹp cao su. Tổng thể cái phần tắp lên cánh cửa đây các bác nhá. Bốn cánh của xe thì nó đẹp như nhau, rất là đều như vậy. Chỗ này da và dưới đây cũng là chất liệu da các bác nhá. Chỗ này được thiết kế là vân gỗ. Đấy, âm thanh đây. Quả loa này mà các bác bật nhạc sàn lên nghe thì cơ chất rồi. Cực sướng tai luôn các bác nhá. Cực sướng luôn. Dạ vâng. Có thể các bác cùng đón xem và cảm nhận. Các bác gần xa trên mọi miền Tổ quốc, bất cứ đâu đều có thể mua xe được của bên em. Vì bên em sẽ chuyển xe tới tận nơi, đến tận nhà các bác luôn các bác nhá. Đây là cái cột. Đây là cột kính, người ta gọi là cột kính của xe nhá. Đây, các bác nhìn xe này. Đấy, từ cái gioăng cho đến phần cột của xe rất là sáng bóng. Tôn vỏ của dòng xe này thì nó rất là cứng và rất là dày. Đấy, cái tôn nó dày gấp đôi so với một số những chiếc xe bình thường các bác nhá. Cho nên là chạy rất là đầm. Với động cơ máy 3.5 thì tất nhiên kể cả như là vỏ có lặng hơn một chút nữa thì đi nó vẫn cứ là thoát xe các bác nhá, không bị nì, không bị ly. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này, chia sẻ với các bác một điều như này, nếu bác nào mà đi đường trường đấy thì chiếc xe này chỉ 9 đến 10 lít thôi. Đấy, chuẩn luôn, các bác cứ đổ xăng chạy thoải mái mình thử, nếu mà đi đường trường chỉ 9 đến 10 lít thôi. Còn nếu mình mà đi đường phố thì nó sẽ gọi là nhiều hơn, trên 10 lít các bác nhá. Đây, keo chỉ mép cánh cửa tiếp theo của chiếc xe đây, các bác nhìn xe này. Đấy, đây ạ. Đấy, ok chưa? Những cái phần gioăng này các bác nhìn xem không có hiện tượng bị rách xấu gì. Và tiếp theo những cái tắp ni cánh cửa nữa mà em quay giới thiệu các bác mình cùng xem đây. Đấy, công tắc bấm kính cửa chưa bị là xấu các bác nhá, chưa bị xấu luôn. Đây nha, tay nắm cửa đây. Đấy, tì tay đây, da chưa bị nứt rách gì đúng không ạ? Đây, chỗ này đựng đồ và có loa nữa. Đấy, vách cửa nữa đây các bác nhá. Các bác xem đến đây thì các bác đã cảm nhận thấy là chất lượng của xe như nào ạ. Mình đang ngồi xem, mình rảnh tay hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để là một cách ủng hộ, cũng là một cách để cho các bác mình lưu lại video các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, đối với phần lòng trong vách cửa này, tem vẫn còn này. Những phần chốt khóa móc khóa xe rất đẹp, sáng vàng, vàng ươm luôn các bác nhìn xem. Đặc biệt là cái hàng ghế phía sau nữa, rất ít khi có người ngồi đến. Đấy, cho lên là đây các bác nhìn xem này. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Đẹp chưa? Sáng chưa ạ? Quá ok luôn đúng không ạ? Vâng đây.
ok luôn. Mà như này nhá, phía sau đấy, phía sau có hai cửa gió này và có gì nữa, có nút mình tắt, có nút bật auto là bật, F là tắt các bác nhá, ập đấy ạ, ập là tắt, tắt hệ thống điều hòa các bác nhá. Đã chân có xe thì là chân lý đây, em sẽ quay kỹ như vậy, quay kỹ để cho các bác mình thấy được là chiếc xe chất lượng của nó như nào. Tu khí an toàn thì ở chỗ này có này, và cột này có này, cột trên nữa và ghế nữa đấy, 10 tu khí an toàn cho mình luôn. Tiếp sẽ quay cả gầm cả máy tất tần tật mọi thứ cho các bác ngắm nhá. Đấy. Bác nào mà đang tìm mua những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với cái trị giá là vài trăm cho đến dưới 1 tỷ đồng thì các bác hãy đăng ký kênh của bên em, đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trên trang fanpage để đồng hành, để theo dõi những video mới nhất mà em sẽ đăng tải lên các bác nhá, đăng tải lên theo hàng ngày và tháng để cho các bác mình xem và tham khảo lựa chọn đúng chân mẫu xe nào, ưng chiếc xe nào, báo bên em biết để bên em sẽ để cho các bác với giá tiền hợp lý nhất. Hôm nay thì lúc nãy trời chỗ kia nó hơi nắng cho nên em đưa ra cái khu vực đường này em quay này. Đấy, đường này thì không người đi lại cho nên em quay nó ổn định hơn và nó không ồn, các bác nghe nó không bị ồn tai đúng không ạ. Ở ngoài kia thì toàn còi ô tô các thứ thôi, rất là ù đúng không ạ. Anh các bác nhìn nhá, về thân vỏ này, cái phần gân được dập nổi ở trên cái phần form của chiếc xe, các bác nhìn xem rất ok luôn đúng không ạ. Đấy, có thanh nẹp. Đấy, thanh nẹp sườn kìa. Đấy, kính của xe thì bọc rắn toàn bộ rồi. Đấy, nhìn chiếc xe rất là ngầu. ML350 form mới các bác nhá, chứ không phải là form cũ đâu. Đây là phần phía đuôi sau, em sẽ quay kỹ cho các bác xem. Đấy, có cần gạt mưa rồi, đuôi gió này. Đấy, thanh giá lóc có đầy đủ. Còn đây là phần cốp sau nhá. Các bác nhìn xem, phần khoang hành lý của chiếc xe này nó rất là rộng luôn. Chiếc xe này có thể là ngồi được thêm một số người nữa ở khu vực hàng sau này, khu vực khoang hành lý này. Nhưng lúc là bí thì ngồi thôi các bác nhá, chứ còn quy định của chiếc xe này thì nó là 5 chỗ. Phía sau cốp các bác nhìn xem, hoàn toàn là bằng chất liệu lỉ. Chỗ này có một cái đầu điện ra 12V đây. Đấy, đốt dự phòng được nằm ở phía dưới các bác nhá. Để chỗ này có một cái hộp để dụng cụ y tế này. Đấy, đẹp chưa ạ? Các bác cũng đã xem cũng đã tương đối về chiếc xe rồi. Bây giờ thì mời các bác xem nốt sang khu vực bên đây, em quay kỹ một chút nữa. Đấy, xe đẹp, hoàn toàn không có lỗi. Về những cái vấn đề lỗi tai nạn đâm đụng và ngập nước thủy kích thì các bác mình hoàn toàn lại yên tâm hoàn toàn các bác nhá. Yên tâm hoàn toàn luôn, không phải lo lắng suy nghĩ gì, bên em sẽ bao và đảm bảo và cam kết bảo hành cho bác luôn về những vấn đề lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước và về vấn đề pháp lý nữa. Đấy, sai bên em nhận lại xe và hoàn lại tiền. Đấy, như thế là được chưa ạ? À, vâng, đây các bác nhá, các bác nhìn xe. Đấy, nước sơn của xe rất đẹp này, đèn sáng. Đây nữa các bác nhá. Dạ vâng, đây. Đấy, toàn bộ phần tì tay này, toàn bộ phần nội thất này được trang bị hoàn toàn là chất liệu da, và da là da nguyên bản. Nội thất của chiếc xe này là chưa làm lại các bác nhá, nội thất là nguyên bản chưa làm lại đâu, zin luôn đấy ạ. Đấy, lòng trong. Đấy, nội thất khá là rộng đúng không ạ? Ngồi thoải mái các bác nhá, không bị gò bó kích vướng gì. Chỗ này có loa check nhá. Đấy, chỗ này có công tắc bấm kính chỉ điện lên xuống nhá. Chỗ này có loa nhá, 4 cánh là như nhau. Có cánh lái thì trang bị thêm một số tính năng thôi. Đấy, da chất liệu nó được đẹp như này các bác biết là nó chạy nhiều chứ ít đúng không ạ? Và với tầm tiền của chiếc xe này thì bên em thường thường vẫn bán loanh quanh trên dưới 400 triệu. Đấy, trên dưới 400 triệu chiếc xe này nhá. Còn tất nhiên thì mức tiền của con xe này thì em sẽ bán rẻ hơn so với một số những con xe trước, vì con xe này bên em cũng mua được rẻ đây. Và chiếc xe này với giá là bao nhiêu thì các bác alo cho bên em để bên em chốt cho các bác mình giá thật là tốt các bác nhá. Đấy, các bác xem cho em phần mép cửa đây. Đấy, nói chung là 300 mấy là bên em cũng sẽ để cho bác mình chiếc xe này thôi. Đấy, hơn 300 triệu là cũng để cho bác mình chiếc xe này thôi nhá, bác yên tâm là như vậy, giá thật tốt luôn. Đấy ạ. Đấy ạ, các bác xem nhá, rất kỹ càng và chi tiết. Xem thêm gì cứ báo cho bên em biết, bên em gửi hình gửi video cho qua Zalo nhá, ưu tiên Zalo nhá các bác. Đấy, đẹp như thế cơ mà, các bác có thể thấy chất lượng của xe như nào rồi. Tiếp sẽ mở máy ra quay cho các bác xem. Rồi, phần nội thất đã quay xong. Đấy, bên ngoài thì em bắt đầu quay cho các bác mình xem phần sườn bên đây nhá. Đấy, cửa các bác thấy thì em đóng rất là khít và
đóng rất là nghe rất là êm đúng không ạ, không bị có một tiếng kêu nó khó chịu đúng không ạ. Đây lốp na răng đây các bác nhá. Đấy, đèn pha cao cấp nguyên bản theo xe, có bi cầu. Ở chỗ này có những cái mũi thở ở trên, nhìn chiếc xe ngầu hơn rất là nhiều đúng không ạ. Đấy, nước sơn đây rất là sáng bóng này. Đấy, rất sáng bóng luôn, có xi nhan nằm ở trên gương, hai bên đều có nhá. Đấy, kính của xe hoàn toàn là không bị xước, các bác nhìn xem không bị xước nhá. Và đây là lẹp này, lẹp cao su đây. Đấy, lẹp cao su đây các bác nhá. Vỏ cứng lắm. Đây các bác nghe này, rất là cứng luôn. Toàn tôn là tôn thôi các bác ạ. Đấy, tất nhiên là không bị bả mặt ít nhá. Và bây giờ thì đến phần gầm rồi các bác ơi. Các bác xem nốt phần gầm cho em và phần máy cho em. Đây gầm máy đây. Đấy, gầm hoàn toàn còn đẹp nhá. Bên em kiểm tra toàn bộ và đã test, đã check hết rồi. Đấy, hoàn toàn là một chiếc xe không có lỗi nhá các bác. Rẻ mà không có vấn đề gì cả, yên tâm dùng thôi. Em mời các bác xem động cơ khoang máy của xe luôn. Đây em đang mở cabo đây các bác, chờ em một chút xíu. Đấy, tự tin ship đến cho các bác luôn. Bác nào mà mình thích chiếc xe này mà không đến xem xe được thì bên em sẽ ship chuyển đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Chuyển đến tận nhà để cho các bác mình xem và mình mua. Sang tên đổi biển nữa, bác nào mà cần thì bên em cũng sang tên cho các bác luôn. Rất đơn giản thôi, nhanh gọn thôi các bác nhá. Đây động cơ của chiếc xe đây. Đấy, động cơ đây ạ. Đây khoang máy động cơ đây các bác nhá. Máy của xe thì khô và rất nổ rất là êm rồi. Nói chung là máy số ngon, không có lỗi gì về máy số. Bên em đã kiểm tra và đã test hết rồi các bác nhá. Test và kiểm tra máy động cơ của chiếc xe rồi. Máy số nào còn ok, không có vấn đề gì cả. Yên tâm về máy số các bác nhá. Như vậy thì chiếc xe Mac ML350 này em đã review và quay cũng là tả cho các bác mình biết ở trên clip ngày hôm nay rồi. Các bác nhanh tay liên hệ cho bên em theo 3 số điện thoại hotline là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. 3 số điện thoại chính cũng là 3 số hotline của bên em đang dùng. Các bác hãy alo để được chốt chiếc xe này với mức tiền hợp lý nhất các bác nhá. Cái mức tiền bên em đưa ra thì đều còn thương lượng, đều còn bớt. Và các bác mình, nếu mình đã thích chiếc xe này, mình có quyền trả giá các bác nhá. Các bác mua được ra nào, các bác cứ báo cho bên em biết. Và bên em thấy có lãi là bên em sẽ để cho các bác thôi. Đấy. Ngày nào thì các bác biết là em cũng đăng lên rất là nhiều xe. Và hiện tại bên em đang có trên 100 đầu xe các loại. Cho nên là mục tiêu là bán nhanh các bác nhá. Mục tiêu là bán nhanh, lại ít cũng được. Đấy, không quan trọng đâu. Đấy. Vâng, video ngày hôm nay đã quay và giới thiệu cho các bác mình biết xem xong rồi. Các bác gọi điện bên em đi, bỏ ra 1-2 phút đồng hồ để mình gọi điện bên em đi. Để bên em sẽ chốt cho các bác mình chiếc xe này nhá. Các bác hãy đăng ký kênh YouTube, đăng ký theo dõi trên trang fanpage của Facebook đấy ạ, để xem thêm và đồng hành với bên em trong thời gian tới. Hãy chia sẻ và nhấn like để ủng hộ em. Đấy là một cách ủng hộ các bác nhá. Xin được cảm ơn, chào tạm biệt các bác. Hẹn lại các bác vào video chương trình lần sau ạ.